Nói chuyện xem có nghe có ngồi xuống gì. Ngồi xuống. Có đủ hình không? Không, em xấu lắm, không lên đâu. Ai mà thấy cái mặt em là xấu thì đẹp. Mặt mặt em nở nhiều lắm, em sợ. Nở cái gì à, sao còn có mình em? À, xin chào tất cả các bạn và tất cả anh chị nhé. Hùng đang ở trên văn phòng. Hai hôm nay là phải cơ cấu lại phòng ban các bạn, các anh chị ạ. Thế là rà soát lại đội ngũ. Cái thứ hai nữa là sửa sang lại văn phòng một chút. Thì bây giờ Hùng sẽ đưa các bạn đi để cho các bạn tham quan một chút về cái văn phòng. Hiện tại thì chưa xong, mới đang demo thôi các bạn. Nhưng vẫn đang cố gắng hỗ trợ các bạn thật tốt. Nào, thì mình sẽ đưa cho các bạn đi coi cái văn phòng. Trước tiên là đi ra đằng sau. Mình sẽ ra khu vực phía sau các bạn nha. Mình đang set up lại bàn ghế với lại máy các bạn này. Đây là để mình cho các bạn coi. Hiện tại Hùng đang ở bên văn phòng để set up lại cái văn phòng các bạn này. Đó. Thấy mọi người, để mọi người thấy đang làm chứ không mất công là mọi người lại tưởng mình làm gì không? Đang set up lại một hệ thống tổng đài văn phòng các bạn này. Một hệ thống support hỗ trợ. Đấy, khi nào xong á thì mình sẽ cho các bạn xem. Đây, đó, đang set up lại. Đấy, đầu tư đây. Cái này dây điện nó kéo không kéo xuống đó luôn. Đó. Thì khi nào xong Hùng sẽ cập nhật lại cho các bạn. Đây. Đây là hệ thống mạng ha. Hệ thống mạng mình bỏ đây, đây là hệ thống bàn ghế làm việc. Đấy. Mình vừa dọn dẹp sửa sang lại hết. Nào. Nói chung là đầu tư lại. Đấy. Rồi, đây. Các bạn có thể thấy cái view làm việc. Đây này. Đây nào. Thì hôm nay là cơ bản đã xong rồi, ngày mai ráp vào làm thôi. Đó là hệ thống máy tính, đó là hệ thống máy tính, máy và màn hình để các bạn hỗ trợ cho các bạn làm việc. Thế bây giờ mình sẽ đột nhập ra đằng sau nha các bạn. Mình sẽ đột nhập ra đằng sau xem là các bạn tư vấn các bạn hệ thống mà mình vừa làm việc ở đằng trước kia như thế nào nha. Chúng ta cùng đi nha. Đây. Chỗ các bạn đang làm gì này?